Cụ rồng đến chơi. Ngày xưa ngày xưa, có một bà già ăn mày rách rưới, khổ sở, khắp người bị lở loét. Bà lê la khắp các ngõ ngách, quán chợ để xin của bố thí. Nhưng đáp lại sự khẩn khoản của bà là thái độ thờ ơ, khinh miệt của tất cả mọi người. Làm ơn, bố thí cho già chút đỉnh. Lại là bà lão ăn xin bẩn thỉu à, cút đi chỗ khác đi. Làm ơn... ơn với huệ gì, bà già đáng ghê tởm, tránh ra. Ê, kinh quá, ăn mất cả ngon. Cho già... xin bà... Bà cút đi ngay đi. Khách hàng của tôi mà bỏ đi hết á thì bà biết tay, rồi ghé lỡ. Đáng đời. Đáng đời. Ừ, đáng đời. Bà lão trong bộ dạng thống khổ và vô cùng tội nghiệp lê lết xin ăn ở nhiều nơi, nhưng không một ai rủ lòng thương. Ở đâu bà cũng chỉ nhận lại được sự bạc đãi và thái độ khinh bỉ. Ôi. Ôi, bà ơi. Thôi chết, bà cụ bị đau rồi, bà có vẻ sắp kiệt sức, để hai mẹ con cháu dìu bà về nhà cháu nhé. Khổ thân, bà ướt hết rồi, những vết lở loét sẽ ngày một nặng thêm đấy, phải lau thật khô mới mau khỏi được. Người tôi bị lở loét thế này, chị nhìn không thấy sợ sao? Khổ thân cụ có tuổi rồi mà còn bị bệnh tật, cháu thấy thương cụ nhiều hơn, chứ sao lại sợ chứ? Già đi khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng đối xử với già rất lạnh lùng, khinh bỉ, đánh đập. Riêng chỉ có nhà chị là tốt với già. Con dọn xong cơm rồi à? Dạ, mời bà ăn cơm cùng mẹ con cháu kẻo đói. Dạ, mời bà ạ. Nhường hết thức ăn cho già, thì hai mẹ con ăn gì? Dạ, bà phải ăn nhiều cho mau khỏe lại. Mẹ con cháu khỏe mạnh thế này, ăn gì chả được. Dạ, mẹ cháu nói đúng đấy ạ. Bà phải ăn nhiều mới khỏe lại được. Dạ thấy người khỏe hơn chút rồi. Cảm ơn hai mẹ con nha. Lần sau có dịp, nhất định già sẽ đền đáp lại ân tình này. Bây giờ già xin phép lên đường. Bà ơi, ngoài trời tối rồi, đi đường ban đêm nguy hiểm lắm. Xin bà hãy cứ ở lại đây nghỉ lại. Đến ngày mai trời sáng rồi bà hãy lên đường ạ. Già không muốn làm phiền đến hai mẹ con. Dạ, không có gì đâu ạ. Nhà chúng cháu là nhà tranh vách đất. Nếu bà không chê thì cứ nghỉ lại ạ. Vậy thì già đành nhờ hai mẹ con vậy. Bà lên đó nằm nghỉ đi ạ. Thôi, hai mẹ con cứ ở đó nằm đi. Già quen nằm dưới đất rồi. Dạ, trời lạnh lắm. Bà cứ lên đi ạ. Mẹ con cháu nằm dưới này rải rơm cũng ấm lắm rồi. Bỗng nhiên, đêm hôm ấy, nơi bà cụ nằm hiện thành một con dao long. Nằm quấn trên sàn nhà, hai mẹ con sợ hãi rụng rời trước cảnh tượng ấy. Nhưng không biết làm thế nào, hai mẹ con đành chùm kín chăn và ngủ, mong cho trời mau sáng. Con người ở đời phải có lòng nhân. Những kẻ bạc ác nhẫn tâm rồi sẽ bị trả giá. Trong đêm nay, trong những người ta gặp, chỉ có hai mẹ con là người tốt bụng thôi. Đêm nay, khu này sẽ có một cơn bão lũ khủng khiếp chưa bao giờ từng có. Cơn lũ sẽ nhấn chìm tất cả, đưa khu này về thuở hồng hoang. Nó là sự trừng trị đích đáng cho những kẻ độc ác. Chỉ có hai mẹ con là giàu lòng nhân ái. Hai mẹ con hãy cầm lấy túi tro này rắc quanh nhà. Bão lũ sẽ không thể nào mà dâng lên được. Mà nếu có đi đâu thì cũng hãy đi lên núi cao mà tránh lũ. Chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng mà, thưa cụ, nước lũ to như thế, làm thế nào mà cứu người được ạ? Khá khen cho tấm lòng luôn luôn muốn hành thiện cứu người của hai mẹ con. Thôi được, ta định để nước lũ cuốn trôi đi những kẻ bất nhân. Nhưng thôi, vì nể tấm lòng của nhà chị hãy cầm lấy vỏ trấu này. Nó sẽ giúp cho chị làm việc thiện. Trời ơi, sao tự nhiên mưa lớn quá? Mưa như thác, tôi chưa bao giờ thấy ông trời nổi giận đến thế. Quả nhiên, đúng như lời bà cụ già. Buổi tối hôm ấy, giông tố đổ xuống, nước lũ lan tràn khắp mọi nơi.
Chỉ trong phút chốc, ruộng đồng, nhà cửa đều lên mặt ngập trong bể nước. Đó thực sự là cơn thịnh nộ của thần linh. Điều kỳ lạ là chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con người phụ nữ tốt bụng nổi lên trên biển nước. Bầu trời xám xịt, mưa xối xả, nước lũ ào ào dội xuống ngôi làng. Đúng lúc đó, từ dưới mặt nước, một con dao lông lớn bay lượn sáng rực cả bầu trời, sấm sét nổ vang trời, mây cuộn lên vần vũ. Con người ở đời phải có lòng nhân. Những kẻ bạc ác nhẫn tâm rồi sẽ bị trả giá. Thế đấy, đó là lời kể của bà cụ già về nguyên nhân trận lũ khủng khiếp này. Giờ chúng tôi thấm thía lắm rồi. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Đúng đấy, từ giờ chúng tôi nhất định sẽ thay đổi. Cảm ơn lòng nhân đức của chị đã cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhờ sự nhân đức của hai mẹ con quá phụ mà rất nhiều người đã được cứu sống trước cơn thịnh nộ của thần linh. Mãi mãi về sau, vùng nước ngập ấy người ta gọi là Hồ Ba Bể. Còn căn nhà của hai mẹ con quá phụ sau này được người dân tưởng niệm ngày ngày đến thắp hương. Còn nơi Gò Đất có ngôi nhà hai mẹ con gọi là Gò Bà Quá. Người ăn xin và đóa hướng dương. Cảm ơn chị, hoa hôm nay rất đẹp. Vâng, lần sau chị lại tới nhé. Cuối cùng thì cũng đã bán hết hàng. Mệt quá, nghỉ thôi. Vẫn còn một đóa hướng dương sao? Vẫn còn tươi lắm. Mình mang về cắm vậy. Bình bẩn quá rồi, nó không phù hợp với đóa hoa, cần phải rửa lại. Đẹp quá. Không thể để chiếc bàn bừa bộn như vậy được. Rất đẹp. Hình như đã lâu lắm rồi căn phòng này chưa được dọn dẹp, cần sắp xếp lại cho phù hợp với đóa hoa. Sao mình lại tệ hại như vậy? Bộ này cũng được, đã lâu rồi mình không mặc tới. Mình quả là không tồi. Sao có thể đi làm một kẻ ăn xin được chứ? Từ mai, mình sẽ không làm người ăn xin nữa. Mình sẽ đi tìm việc làm. Chào cô. Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh? Không, tôi chỉ muốn tặng cô đóa hoa này. Xin cô hãy nhận lấy. Ồ, chúng ta có quen nhau không thưa anh? Tôi có thể cô không nhớ tôi, nhưng đối với tôi thì cô mãi là một ân nhân. Tôi không hiểu. Cô có nhớ cách đây mấy năm có một người ăn xin ngồi bên kia đường không? Là anh sao? Không thể tin được. Anh đã đi đâu mất mấy năm qua? Anh thật khác. Vâng, chính tôi đây. Có vẻ giờ anh đã thành công. Tôi đã có công việc khá ổn. Hôm nay tôi đến là để cảm ơn cô. Cảm ơn tôi sao? Cô có nhớ đóa hoa hướng dương cô đã để lại cho tôi hôm ấy không? Trước lúc ấy tôi đã mất hoàn toàn, mọi thứ trở nên trắng tay. Mọi người cũng vì thế mà bỏ rơi tôi. Có thể với cô, đóa hoa ấy không đáng gì và cô đã quên, nhưng đối với tôi thì nó vô cùng quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là đóa hoa, mà nó đã cho tôi một niềm tin,
để bắt đầu lại một khởi đầu mới. Hôm nay tôi chỉ muốn được thật lòng cảm ơn cô. Thật không ngờ đóa hoa hướng dương của tôi ngày ấy lại có thể giúp được anh. Nhưng phải công nhận rằng anh thật mạnh mẽ. Nhìn anh bây giờ tôi thấy vui lắm. Sau này những thay đổi và những gì xảy ra với chính mình, tôi mới biết rằng khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường chỉ là một bức tường mỏng manh. Chỉ cần biết tin tưởng vào chính mình, không buông bỏ chính mình, trong lòng có mục tiêu, có hy vọng, thì cuộc đời có thể tùy thời mà biến đổi thôi. Anh đã ngộ ra chân lý và đã thành công. Thật lòng chúc mừng anh. Đóa hoa này là lời cảm ơn chân thành của tôi. Xin tặng cô, ân nhân của đời tôi. Vị chủ tịch già. Thật ra tôi cũng muốn ký hợp đồng, nhưng bên cậu chấp nhận giảm chút nữa được không? Cậu cũng biết đấy, trung tâm chăm sóc người già của chúng tôi là hệ thống trải dài cả nước. Nếu trung tâm tôi ký kết với bên cậu thành công, thì rất có thể bên cậu sẽ là đối tác của cả hệ thống bên tôi. Thưa ông, đây là một dự án xã hội. Chúng tôi đã để giá thấp nhất có thể rồi, trong khi vẫn giữ nguyên chất lượng bữa ăn. Mục đích chủ yếu là góp phần ủng hộ trung tâm là chính thôi ạ. Tôi biết, nhưng nói thẳng với cậu, tôi cũng cần có chút hoa hồng, cùng dân làm kinh doanh với nhau, cậu phải hiểu chứ. Điều này xin lỗi ông, tôi không thể tự quyết được, nhưng tôi nghĩ là rất khó vì giá hiện tại chúng tôi đã để mức ưu tiên nhất có thể rồi. Vậy thì tùy anh cứ về trình bày lại với sếp anh như vậy đi. Nếu đồng ý thì tôi sẽ ký hợp đồng với bên anh ngay, còn không á thì... Tôi e rằng chúng tôi không thể chấp nhận. Tôi sẽ hỏi ý kiến cấp trên của tôi xem sao. Chào anh. Thật quá đáng. Chúng ta đã giảm hết mức có thể rồi mà ông ta vẫn chưa vừa lòng. Em cũng đã nói điều đó với ông ta, nhưng ông ta vẫn chưa thấy thỏa. Không được. Nếu làm như yêu cầu của ông ta thì công ty chúng ta không còn một chút lợi nhuận nào, và cũng không đủ tiền trả cho nhân viên. Cậu cứ qua đàm phán thêm lần nữa cho tôi. Vâng thưa sếp, em cũng nghĩ nên thế. Thế nào thưa cô? Có lẽ anh sẽ phải đợi sếp tôi lâu đấy ạ. Hiện tại ông ấy đang rất bận, không thể gặp anh ngay được. Được, tôi sẽ đợi, muộn mấy tôi cũng đợi. Phiền cô nói lại với sếp của cô giúp tôi. Vâng, thế thì anh ngồi tạm ngoài này vậy. Không sao. Nhân tiện tôi muốn dạo bộ bên ngoài thăm thú khung cảnh của viện luôn cũng được. Trong này kể cũng thích phết. Có khi về già mình cũng đăng ký một suất vào đây, vui cảnh điền viên cùng các cụ. Để cháu giúp ông ạ. Cảm ơn cậu. Mấy dây hoa này dài quá rồi. Có lẽ anh làm vườn chưa kịp cắt, bén vào đây. Không nhớ mấy cụ đi vướng vào ngã thì khổ. Ông có sao không ạ? Không sao đâu. Cũng gọn hơn rồi đấy ạ. Để cháu đỡ ông lại ghế đá ngồi nghỉ một lát. Có lẽ trời trở lạnh nên tôi bị nhiễm lạnh chút thôi. Mời cậu. Nhìn ông mà cháu nhớ ông ngoại của cháu quá. Ông cháu cũng có dáng người như ông, và ông cũng hay bị ho mỗi khi trời trở lạnh. Ông cháu đã không còn trên đời này nữa. Ông cháu hẳn rất vui khi cháu luôn nhớ về ông. Để cháu lấy cho ông ít nước ấm. Ông uống đi ạ. Nước ấm giúp ông đỡ ho hơn đấy ạ. Cảm ơn cháu. Cháu thấy có mấy bài thuốc dân gian giúp đỡ ho hay lắm. Như là tắc chân cách thủy với đường phèn, tỏi hấp cùng mật ong cũng rất hiệu quả. Hoặc là lá tần dày hấp cách thủy với đường phèn, lấy nước uống ngày 3-4 lần. Cháu còn trẻ, sao biết được mấy phương thuốc xưa hay vậy? Trước cháu vẫn thường làm cho ông ngoại cháu uống đấy ạ, mà đỡ ho hẳn. Ông thử xem, sẽ đỡ nhiều đấy ạ. Có đưa cháu như cháu, ông cháu hẳn rất hãnh diện. Mà cháu vào đây thăm ai thế?
cháu vào đây gặp anh giám đốc của trung tâm ạ. Mà anh ấy bận quá nên cháu đang chờ ở đây. Ông có biết anh ấy đây? Cháu gặp anh ấy có việc gì thế? Quan trọng lắm không mà cháu phải chờ thế này? Thật ra cháu là nhân viên kinh doanh của công ty thực phẩm Vifarm. Cháu được giao nhiệm vụ đến đây để thỏa thuận ký hợp đồng hợp tác cung cấp thực phẩm vào cho trung tâm ạ. Việc quan trọng thế mà cháu vẫn chưa gặp được anh giám đốc cơ sở sao? Thực ra anh ấy đòi hỏi một điều kiện khác thì mới ký hợp đồng với công ty cháu. Ra là vậy. Nhưng với công ty cháu, việc ký kết cùng viện không chỉ là vì mục đích kinh doanh, mà quan trọng hơn cả nhằm chung tay đóng góp với tỉnh về vấn đề an sinh xã hội. Đặc biệt chú trọng quan tâm đến sức khỏe dinh dưỡng của các cụ cao tuổi. Nguồn thực phẩm bên cháu đảm bảo, giá thành đã giảm hết mức có thể để hỗ trợ viện. Nhưng có vẻ anh giám đốc kinh doanh vẫn chưa hài lòng, nên đang làm khó bên cháu ạ. Ôi, chủ tịch, cháu chào chủ tịch. Có việc gì mà chủ tịch phải đích thân đến đây thế ạ? Sao chủ tịch không báo trước để chúng cháu ra đón ạ? Không có gì quan trọng cả đâu. Chỉ là ghé vào tham quan cơ sở chút và nhân tiện mang tặng ông bạn thân thiết trong trung tâm con chim này. Giới thiệu với anh đây là vị chủ tịch của hệ thống chăm sóc người cao tuổi E-Home chúng tôi. Chú ấy vẫn luôn gần gũi, giản dị thế ạ. Thưa chú, còn đây là anh Đức bên công ty... Chú biết rồi. Cháu hãy triệu tập giám đốc cơ sở lên gặp chú ngay. Tôi đã hiểu mọi chuyện. Cậu cứ về đi và báo với sếp của cậu. Chúng tôi đồng ý ký hợp đồng với bên cậu ngay lập tức. Biết yêu thương người thì sẽ luôn luôn nhận được phúc lành đền đáp. Công ty Đức đã có hợp đồng với trung tâm chăm sóc người cao tuổi của thành phố. Còn vị chủ tịch đã ngay lập tức thay giám đốc cho trung tâm cơ sở. Cậu bé Tuyết. Chắc có bão tuyết rồi. Chúng mình nhanh về thôi. Chúng mình cũng về thôi. Ừ. Nhưng mà ba mẹ mình vào thị trấn vẫn chưa về. Có khi nào ba mẹ bị lạc rồi không? Tớ biết ba mẹ cậu đang ở đâu đấy. Ai đấy? Tớ ở đây. Xin chào. Cậu là ai? Cậu từ đâu tới? Tớ ở một nơi xa lắm. Chắc cậu ấy vừa chuyển đến làng mình. Nhưng trông cậu ấy cứ kỳ lạ sao sao. Đừng chơi với cậu ấy, Mia. Chạy thôi. Nhưng mà cậu ấy biết ba mẹ mình đang ở đâu. Ôi da, cậu có sao không, Ian? Đứng dậy nào, con trai mà hơi tí đã ngã. Tai cậu lạnh như băng đá vậy. Thì sao nào? À! Dừng lại đi, cậu làm gì thế? Ian đâu rồi? Cậu yên tâm đi, tớ chỉ gửi cậu ta về nhà thôi, phiền quá. Thế cậu có muốn đi tìm ba mẹ không? Tớ dẫn đi. Thật sao? Ba mẹ Mia về rồi hả bà? Ừ, ba mẹ Mia và cả làng đang đi tìm cô bé rồi. Có đúng là tụi cháu đã gặp cậu bé Tuyết không? Chắc chắn là cậu ta rồi. Tay cậu ta lạnh như băng bà. Giống như trong chuyện bà kể cho cháu ấy. Sao cậu ta lại bắt Mia đi? Vì cậu ta muốn có bạn cùng chơi. Cậu bé Tuyết được sinh ra từ băng tuyết. Không có ba mẹ hay người thân. Cũng không có bạn bè. Cậu ta đóng băng mọi thứ mà cậu ta muốn. Đáng sợ thế thì ai dám chơi cùng chứ. Tội nghiệp Mia quá. Cháu yên tâm đi. Ba mẹ Mia và cả làng sẽ tìm cô bé thôi. Bà ơi, bà để dành sữa nóng trong bình ủ cho Mia nữa nha. Ừ, bà để rồi. Còn cháu đi ngủ đi. Khuya rồi đấy. Dạ. Mình cũng đi tìm Mia. Chờ thêm nữa, nhỡ cậu bé Tuyết đóng băng Mia thì biết làm sao. Sao mới sáng sớm đã đánh thức người ta thế? Bạn có thấy Mia đâu không? Mia hả?
Mia nào? À, Mia con nhà cối xay gió phải không? Mia bị đưa đến lâu đài băng bên kia sông băng rồi. Sông băng ở đâu? Sông băng ở bên này lâu đài băng đó. Hơi, chỉ vậy sao tìm được đường chứ? Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tớ đi tiếp đây, phải đi nhanh, không Mia bị đóng băng mất thôi. Thôi được, nếu cậu lo lắng cho Mia đến thế, thì tớ sẽ dẫn cậu đi. Đi sớm về sớm, tớ còn ngủ nữa, cậu phiền quá. Cảm ơn cậu nha. Nhanh lên nào. Tớ đang chạy nhanh nhất đây. Đến rồi. Thắng nha, tớ về đây, cậu bạn tốt. Mia, Mia. Mia ơi, về nhà thôi. Mia không đi đâu cả, giờ Mia là bạn của tớ, cậu ấy sẽ ở đây với tớ. Cậu xem, lâu đài băng của tớ đẹp thế này cơ mà. Cậu ích kỷ quá. Cậu chỉ cần có bạn chơi cùng mà không quan tâm xem Mia có muốn ở đây với cậu hay không. Nhưng Mia cũng đồng ý đi với tớ mà. Đó là vì cậu nói dối sẽ đi tìm ba mẹ cho Mia. Nếu là bạn bè thì sẽ không bao giờ nói dối nhau. Tớ không nói dối thì Mia có đồng ý đi với tớ không? Nếu tớ không đóng băng Mia thì cậu ấy có chịu ở lại đây với tớ không? Đâu ai cũng không muốn chơi với tớ. Tớ chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi mà. Cậu về đi, về nhà của cậu đi. Cậu ta lại sắp làm lốc tuyết cuốn mình đi đây mà. Mình sẽ không để cậu ta làm thế một lần nữa đâu. Sữa nóng của bà Ian. Mia, cậu tỉnh rồi. Sao mình lại ở đây? Chính cậu ta đóng băng cậu đấy. Nhờ sữa nóng của bà mà cậu đã tỉnh lại rồi. Chạy thôi, chúng mình phải thoát khỏi cậu ta. Chờ đã Ian. Cậu có muốn về làng sống với chúng mình không? Sống ở làng cùng các cậu sao? Không, sẽ không ai muốn sống cùng với tớ đâu. Tớ có cách. Wow, tuyệt quá. Wow. Giờ thì cậu tha hồ đóng băng nước hoa quả mà lại có nhiều bạn chơi cùng nữa. Tiết Thanh Minh. Đơn hàng hoa quả vừa rồi lãi có 1/4, ít quá. Nhất định phải nghĩ cách làm sao tăng lãi lên mới được. Dạ thưa ông, còn đơn hàng này sắp sửa xuất cho khách, ông xem qua không ạ? Coi chứ, phải xem, sai một từ hay một con số thôi là cũng có thể bay hơi cả đống tiền của tôi rồi đấy. Alo. Alo mình à, mình sắp về nhà chưa? Về gì mà về cơ chứ, một núi công việc tôi còn phải giải quyết đã xong đâu. Ở nhà cứ ăn cơm đi, không phải đợi tôi đâu. À, mình ơi, sắp tới mấy ngày nữa là Thanh Minh rồi. Mình thu xếp để cả nhà chúng ta về quê thăm và sửa sang phần mộ của tổ tiên ông bà nhé. Đã mấy năm nay... Ôi trời ạ, Thanh Minh thanh miết cái gì? Bà và mấy đứa cứ chủ động mà về đi. Ấy, ông lại ho rồi. Phải giữ gìn sức khỏe kẻo ốm ra rồi lại khổ. Hay mai tôi đưa ông đi khám xem thế nào nhé. Ông ho lâu quá rồi. Biết vậy, thế thôi nha. Dạ, bác Tân. Sao, có chuyện gì? Nói mau, tôi đang bận đây. Dạ, thưa bác, sắp tới Thanh Minh, bác cho cháu nghỉ làm buổi sáng để về nhà sửa soạn được không ạ? Không được, cậu nghỉ thì khuyết mất một chân bán hàng ở quầy bánh kẹo. Mà cậu có biết một ngày nghỉ như thế, thiệt hại bao nhiêu của tôi không? Cậu có bù được chỗ tiền ấy cho tôi thì hãy xin nghỉ. Dạ, thế thì thôi bác ạ. Kính thưa quý vị, trong dịp Thanh Minh, lượng hàng hóa tiêu thụ giảm nhẹ. Cũng may là doanh số bán ra vẫn không thể giảm, mà duy trì được ở mức tăng nhẹ. Thế là tốt rồi.
nhưng bán những mặt hàng tiêu dùng mãi cũng chả ăn thua nhiều. Nhất định mình sẽ mở rộng thêm một số mặt hàng mỹ phẩm và trà trộn thêm vào nhiều hàng nhái. Đó có lẽ là cách kiếm lợi nhanh nhất. Trời, không biết mình đang ở đâu thế này. Đây là đâu vậy? Và ông là ai? Ta là thần chết đây. Nói vậy, ngươi biết mình đang ở đâu rồi chứ? Trời, lẽ nào tôi đã chết hay sao? Không thể nào, tôi còn bao nhiêu công việc cần phải làm. Ta rất tiếc, nhưng mà thời gian của ông đã hết. Không thể nào, không thể nào. Buông tôi ra. Không ai khi đến gặp ta mà thích cả. Ai cũng nói là không thể nào, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi. Nào, chúng ta lên đường thôi. Hãy đến nơi ngươi cần đến. Đến đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Trên tay của ông có gì thế? Đó là di vật của ông. Di vật? Chắc là vàng bạc cả đời tôi vất vả tìm kiếm. Ông nhầm rồi. Những thứ đó trước nay không bao giờ thuộc về ông. Nó thuộc về địa cầu. Ông thấy không? Xuống đây ông cũng đâu có tiêu được những đồng tiền đó đâu. Thế trong cái hộp đó lẽ nào là ký ức của tôi có phải không? Cũng không phải. Ký ức thuộc về thời gian. Thế chắc là tài năng kinh doanh quản lý thiên phú của tôi. Cũng không phải. Tất cả những cái đó thuộc về cảnh ngộ. Lẽ nào đó là người thân gia đình, bạn bè của tôi? Càng không phải vậy. Họ thuộc về hành trình mà ông đã đi qua. Mỗi người có một số phận và cảnh ngộ riêng. Vậy nhất định là thân xác của tôi rồi. Thân xác tôi là của tôi. Thân xác của ông khi chết đi rồi thuộc về cát bụi. Vậy chịu thôi. Tôi không thể nào đoán biết được là hành trang của mình có những gì. Thôi được rồi, giờ ta sẽ mở cái hộp này ra. Trời, một chiếc hộp trống ư? Vậy thì cái gì mới thuộc về tôi cơ chứ? Trên thế giới này, bây giờ chẳng có thứ gì thuộc về anh hết. Cái thực sự thuộc về anh là mỗi phút giây tích tắc khi anh đang sống. Giờ thì anh đã chết, chẳng còn gì nữa. Vậy mà khi còn sống, mình quên ăn quên ngủ đi làm lụng, nghĩ mọi cách kiếm thật nhiều tiền, quên đi bản thân, gia đình, chèn ép người làm công, bỡ đỡ kẻ bên trên. Khi chết đi rồi, cũng có mang theo được gì đâu. Kiếm tiền chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Sức khỏe và sự thanh thản, an nhiên, đó mới là giá trị thực sự trong cuộc sống con người. Hóa ra vừa rồi là một giấc mơ. May quá. Không phải là giấc mơ đâu. Chỉ là ta cho ngươi thêm một cơ hội mà thôi. Hãy biết trân trọng cơ hội này mà sửa đổi đi. May quá. Mới sáng, giờ mình thu xếp về quê chắc hãy còn kịp. Bà ấy và mấy đứa chắc sẽ bất ngờ lắm khi thấy mình về. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.